Tại sao người Việt không bị đồng hóa dù trải qua 1.000 năm Bắc thuộc? Trong lịch sử, các nền văn hóa yếu thường bị nền văn hóa mạnh đồng hóa. Đầu thế kỷ 15, Brazil bị Bồ Đào Nha chiếm. Chẳng bao lâu tiếng Bồ trở thành ngôn ngữ chính duy nhất của người Brazil. Nhiều thuộc địa Pháp ở châu Phi như Benin, Togo, Senegal dùng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính duy nhất. Và ngôn ngữ là thứ đầu tiên các nước xâm chiếm muốn đồng hóa các quốc gia thuộc địa. Thế nhưng ở Đông Nam Á nói riêng hay cả thế giới nói chung, lại hiếm thấy thứ tiếng nào có sức sống mạnh mẽ và bền dai như tiếng Việt. Trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc, cho dù dân tộc ta buộc phải học và dùng ngôn ngữ của kẻ xâm lược, nhưng tiếng Việt vẫn tồn tại nguyên vẹn mà không bị tiêu diệt như tiếng nói của không ít dân tộc khác từng bị người Hán chinh phục. Ngược lại, có rất nhiều tài liệu ghi chép người Việt còn đồng hóa ngược lại ngôn ngữ của quân Đô Hộ. Đây quả là một điều kỳ diệu, có lẽ chưa một dân tộc nào khác làm được. Đừng quên rằng, văn hóa Hán có sức đồng hóa đáng sợ. Người Mãn từng chiếm và thống trị lãnh thổ của người Hán gần 270 năm. Nhưng chỉ sau khoảng 100 năm đầu, ngôn ngữ Mãn đã biến mất. Toàn bộ dân tộc Mãn bị Hán hóa, chỉ nói tiếng Hán, viết chữ Hán. Dân tộc Hồi ở phía tây nước này, ngày xưa dùng chữ Ả Rập. Sau nhiều năm giao lưu với người Hán, cũng toàn bộ dùng chữ Hán và nói tiếng Hán. Vì thế, đất nước ta mới tồn tại cho tới ngày nay. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nói đúng hơn là thắng lợi của các cụ thôi. Vậy bằng cách nào mà người Việt có thể chống lại, thậm chí là đồng hóa ngược một nền văn minh đồ sộ như vậy nhỉ? Sử sách Trung Hoa rất khôn ngoan. Chúng đã ghi chép lại rằng người Việt không có văn minh. Trước thời Hán thuộc là những bộ tộc hoang dã, sơ khai. Tới thời Triệu Đà mới được khai hóa, dạy cho văn minh, cho tinh thần dân tộc và làm người. Từ những sự ghi chép sai lệch đó mà nhiều giả thuyết được đặt ra để chứng minh lý do người Việt không bị đồng hóa bởi văn hóa phương Bắc cũng thiếu sự thuyết phục. Đó là chế độ làng xã, phép vua, thua lệ làng, nên người Việt giữ được văn hóa và tiếng nói thông qua việc bế quan tỏa cảng. Hay nhờ nền tảng quốc gia, tinh thần dân tộc có được từ thời quốc gia Nam Việt và lý do hết sức phi lý, Việt Nam quá xa cõi Trung Nguyên nên mới thoát khỏi bị đồng hóa. Nói như vậy thì chung chung quá. Sự thật thì hoàn toàn khác với những gì mà sử sách Trung Hoa đã ghi lại và tuyên truyền. Người Việt đã trải qua một quá trình phát triển rất lâu dài, kéo dài tới hàng chục nghìn năm trước khi người Hán xâm chiếm đất đai và đồng hóa người Việt. Dân ta có trình độ văn minh cao, chứ không hề hoang dã, sơ khai như những gì được khắc họa trong cổ sử Trung Hoa. Vậy lý do thật sự là gì? Điều này sẽ được Niên Sử Hào Hùng giải đáp ngay sau đây. Người Việt cổ là nhóm người phát triển văn minh lúa nước sớm nhất. Thuần hóa cây lương thực là thành tựu quan trọng, khởi nguồn cho đời sống văn minh của nhân loại. Và người Tiền Việt là những người thuần hóa lúa nước sớm bậc nhất thế giới. Họ đã bắt đầu đời sống nông nghiệp định cư của mình trong khoảng 7.000 năm. Tuy nhiên khi nước biển dâng, những dấu tích và di sản của họ tới đây cũng biến mất theo dòng nước biển. Sự kiện này khiến những người cổ phải di cư lên phía Bắc để tìm vùng đất mới. Khi họ tiến lên phía Bắc, họ đã đem theo thành tựu thuần hóa lúa nước của mình tại vùng đồng bằng phía Nam lên vùng Dương Tử. Và tại Dương Tử cũng chính là nơi tìm thấy dấu vết lúa nước cổ nhất. Đây là dấu tích lúa thuần hóa sớm nhất trên thế giới. Sự xuất hiện của lúa ở vùng Dương Tử cũng trùng khớp với thời điểm nước biển dâng, khiến người cổ Đông Nam Á phải di cư lên vùng Động Đình, Dương Tử và Hoa Bắc thuộc Trung Quốc ngày nay. Chỉ tính riêng sự kiện thuần hóa lúa nước này, các cư dân cổ có nguồn gốc Đông Nam Á đã chứng tỏ một trình độ văn minh vượt trội so với các nhóm dân khác, tạo nên sự lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn tới khắp vùng Đông Á và Đông Nam Á trong các giai đoạn sau này. Người Việt cổ đã di cư và định canh định cư trên nhiều vùng đất ở Bắc Á, là dân tộc có nhà nước sớm nhất ở Đông Á, có xã hội phân tầng phức tạp với ít nhất 4 tầng lớp, có hệ thống thủy lợi sớm nhất thế giới với hệ thống đập, đê, mương dẫn nước, cung điện, v.v. Khả năng tổ chức các nhóm dân cư có nguồn gốc khác nhau vào một cộng đồng như vậy là một tiền đề quan trọng tạo nên sức sống chống đồng hóa của người Việt. Sau đó, tộc Việt đã bắt đầu chuyển sang một trạng thái mới, từ việc sử dụng đồ ngọc chuyển sang sử dụng hẳn đồ đồng, dần dần hình thành nên một nền văn minh chống đồng rực rỡ ở Hoa Nam và Đông Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là cơ sở cho văn minh của người Việt ở phía Bắc Việt Nam.
Còn lý do nào khiến văn hóa phương Bắc phải bó tay trước âm mưu đồng hóa của mình đối với người Việt Nam xưa? Mỗi nền văn hóa sẽ có phong tục tập quán, những nếp sống khác biệt. Người Việt ta thì nhai trầu, xăm mình, nhuộm răng đen. Trung Quốc có bắt ép thay đổi thì cũng chẳng hề thay đổi được những nếp sống đã ăn vào máu của người Việt. Trung Quốc họ tự xưng là con trời, thì người Việt mình tự xưng là con cháu rồng tiên. Đây là điểm mấu chốt khiến ông cha ta biết được rằng văn hóa của mình và của người phương Bắc khác nhau. Nó giống như việc người Do Thái nhận thức họ là một dân tộc được Chúa chọn vậy, khiến họ tự tách biệt ra khỏi các nền văn hóa khác, dù đang trong hoàn cảnh lưu vong. Không mất đi tiếng nói của dân tộc, người Việt còn đồng hóa ngược. Đây là yếu tố quan trọng thứ hai, cũng như quan trọng nhất khiến Trung Quốc dù trải qua hơn 9 thế kỷ mà vẫn không thể đồng hóa nổi dân tộc mình. Thật ra thì chính Trung Quốc cũng có thắc mắc như chúng ta vậy các bạn ạ. Nói cho cùng thì lòng tự tôn dân tộc của người Trung Quốc rất cao. Dân Trung có một sự tự tin vô cùng lớn vào văn hóa của nước mình. Vì vậy mà họ cố lờ đi lý do là người Việt có tài trí. Chắc là vì ở cạnh nhau quá lâu, nên các cụ ngày xưa đã quá hiểu Trung Quốc rồi. Sớm hiểu rõ ý đồ thâm hiểm của phong kiến người Hán muốn đồng hóa dân tộc ta, nên tổ tiên ta đã kịp thời đề ra đối sách. Cụ thể là đã tìm ra cách giữ gìn được tiếng nói của dân tộc mình qua quá trình bị bọn thống trị người Hán cưỡng bức học chữ Hán. Sau khi chiếm nước ta, Triệu Đà đã ép buộc dân ta phải học chữ Hán ngữ nhằm đồng hóa họ bằng ngôn ngữ. Triệu Đà mở trường dạy người Việt học chữ Hán. Về sau, tất cả các triều đại người Hán cai trị Việt Nam đều thi hành chính sách đồng hóa. Triều nhà Minh còn tìm cách tiêu diệt nền văn hóa của ta, như tiêu hủy toàn bộ các thư tịch do người Việt viết, bắt nhân tài, thợ giỏi của người Việt sang Trung Hoa phục dịch. Như vậy, dân tộc ta buộc phải chấp nhận học chữ Hán từ rất sớm, trước Triều Tiên, Nhật Bản nhiều thế kỷ. Vậy cha ông ta đã dùng cách nào để giữ được tiếng nói của dân tộc trong hơn 1.000 năm bị cưỡng bức học và dùng chữ Hán, cũng như phải tiếp thu nhiều yếu tố của nền văn minh Trung Hoa? Rất sáng tạo, ông cha ta đã đọc chữ Hán bằng tiếng Việt. Nghe thì rất vô lý, nhưng sau khi biết được các cụ ngày xưa làm như thế nào thì lại hết sức thuyết phục nha. Đến đời Đường, tức là vào thế kỷ thứ 7, cái tên Hán tự, tức chữ Hán, mới xuất hiện lần đầu trong sách Bắc Sử, sử sách của Trung Quốc. Sau đó người Nhật và người Triều Tiên cũng gọi thứ chữ này là Hán tự. Để có thể học được chữ Hán mà không cần đọc âm tiếng Hán, tầng lớp tinh hoa của tổ tiên ta đã sáng tạo ra một giải pháp xuất phát từ ý tưởng: nếu người Hán khác vùng có thể tự đọc chữ Hán theo âm riêng của vùng, thì ta cũng có thể đọc chữ Hán theo âm riêng của người Việt. Muốn vậy, mỗi chữ Hán được tổ tiên ta quy ước đọc bằng một âm tiếng Việt xác định có gốc là âm chữ Hán, ngày nay gọi là âm Hán Việt, nghĩa là mỗi chữ Hán đều được đặt cho một hoặc một vài cái tên tiếng Việt xác định, gọi là từ Hán Việt. Cho nên cách đọc chữ Hán theo âm tiếng Việt hoàn toàn không thể biến tiếng Việt thành một phương ngữ của Hán ngữ, và dân ta hoàn toàn nói và nghe bằng tiếng mẹ đẻ. Ngày xưa khi chưa có bất kỳ một loại ký hiệu nào ghi âm tiếng nói, tổ tiên ta chỉ có thể truyền khẩu. Thế mà lạ thay, việc dạy chữ Nho được mở rộng ở thời Nguyễn đã đến tận làng, có thể suy ra tỷ lệ người biết chữ Hán của dân ta cao hơn Trung Quốc. Đó là một quá trình kéo dài hàng nghìn năm để dân ta đồng hóa ngược lại cả tiếng Hán của Trung Quốc. Thứ tiếng mà cho tới nửa cuối thế kỷ 20, cả nước Trung Hoa thời bấy giờ vẫn chưa thống nhất được âm đọc của chữ. Đó là hai lý do quan trọng nhất khiến dân Trung phải ngả mũ xin thua trước sức mạnh văn hóa của người Việt thời bấy giờ và cho đến hiện tại. Mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó, và không phải cái gì cũng dựa vào may mắn cũng có thể thực hiện được. Dân tộc ta đã biến điều không thể thành có thể. Dù có hàng trăm, hàng nghìn lý giải khác nhau đi chăng nữa, thì có một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, chính là sự tồn tại của nền văn hóa Việt Nam tới tận ngày hôm nay. Sau 1.000 năm bắc thuộc là một điều vô cùng phi thường mà chưa một dân tộc nào có thể làm được như tổ tiên của chúng ta ngày xưa. Đây không chỉ là một di sản vô cùng giá trị mà ông cha ta để lại, mà còn là những bài học đáng giá cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Vậy còn bạn, bạn có những suy nghĩ gì về điều này? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!